Ngày 29 tháng 9, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội BC06 Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Công an thành phố Thủ Đức cũng thu gom, tiếp nhận các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do người dân mang đến giao nộp. Trong buổi sáng, công an đã thu gom, tiếp nhận được 60 vũ khí thô sơ, gồm kiếm, mã tấu, đao tự chế, 3 khẩu súng hơi ga, 9 viên đạn các loại và 1 bình xịt hơi cay.